Mới 6 tuổi, Matyev Krechenov đã là tình nguyện viên cho quân đội Ukraine. Cùng với những người bạn đến từ làng Mila ở khu vực Kiev, cậu làm đồ trang sức và bán để quyên tiền cho các lực lượng vũ trang của Ukraine. Chúng cháu đang bệnh vòng đeo tay và quyên tiền cho quân đội Ukraine để đảm bảo rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng. Matyev có thể còn lâu nữa mới thành người lớn, nhưng cậu bé đã hiểu chiến tranh là như thế nào. Trong gần như cả tháng 3, cậu bé sống dưới tường hầm với mẹ khi quân Nga ném bom liên tục vào thành phố. Chúng tôi đã trú ở đây trong cuộc pháo kích. Sợ lắm, bom và máy bay vần vũ trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy xe tăng Nga qua lại đây. Và mảnh đạn phải không mẹ? Nó thật đáng sợ, nhưng không quá đáng sợ. Cháu đã ngủ trong hầm, cháu thức dậy và nghe một vài tiếng động, giống như một cái gì đó đang rơi xuống. Cháu nghe thấy tiếng kim loại chói tai. Anya Tarasyuk, 9 tuổi, cùng làm tình nguyện với Matyev. Cô bé trở về làng Mila sau khi quân Nga rời đi. Đối với cô bé, chiến thắng của Ukraine trên hết có nghĩa là một cơ hội để sống trong chính ngôi nhà của mình. Cháu rất vui vì chúng cháu đang giúp các lực lượng vũ trang và chúng cháu đang ở nhà mình, chứ không phải ở một nơi nào khác mà cháu không biết gì cả. Điều đó làm cháu rất vui. Anya cho biết, khi nhóm trẻ lần đầu tiên nảy ra ý tưởng kinh doanh những chiếc vòng tay tự chế, các cô cậu bé này không kỳ vọng nhiều. Chúng cháu bắt đầu làm vòng tay cho các lực lượng vũ trang và lần đầu tiên chúng cháu đi bán ở đó và bán được rất nhiều vòng tay và sau đó chúng cháu bắt đầu đi bán rất nhiều lần. Trong tuần đầu tiên, bọn trẻ đã thu về khoảng 1.000 đô la và kể từ đó, ngày nào cũng đan vòng tay. Một số người đã cho chúng cháu 20 hryvnia, một số thì cho 200. Đối với cháu, việc làm này rất quan trọng vì những người lính của chúng ta bảo vệ đất nước của chúng ta. Và biết đâu nếu chúng cháu giúp đỡ các lực lượng vũ trang, chúng cháu có thể cứu sống một ai đó. Cha mẹ của những đứa trẻ này chuyển tất cả số tiền mà chúng quyên góp được cho những người tình nguyện. Những người này sau đó đưa thẳng tới tiền tuyến. Chúng tôi có các tình nguyện viên tại hội đồng làng mà chúng tôi tin tưởng. Một số hàng xóm của chúng tôi và những người đàn ông từ những ngôi làng gần đây đang ở tiền tuyến. Mặc dù các em đã bắt đầu đi học, nhưng chúng vẫn có kế hoạch kết hợp học tập với hoạt động tình nguyện. Chúng cháu sẽ tiếp tục bán vòng đeo tay. Và Ukraine sẽ chiến thắng. Con không nghi ngờ gì điều đó. Và ở tuổi dù còn trẻ của mình, cậu bé đang làm mọi thứ có thể để giúp đỡ.